Hello các bạn. Hello các bạn. Đây các bạn, bây giờ bạn Ken với bạn Bin sẽ chơi trò chơi thi lặn nha. Mình lặn với lụm rau câu, ai mà lụm nhiều nhất là thắng. Rồi bây giờ bạn Bin đổ xuống đi. 1 2 3. Rồi, đây các bạn. Ủa cái gì đây? Tờ giấy. Đây các bạn, rau câu nó nằm giờ chia ra, phủ ra phủ cho nó rộng rộng ra. Rồi phủ cho. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái rổ nha các bạn, cho hai bạn này bắt đầu lặn nha. À khỏi rổ luôn hả? Rồi đếm nha. 1 2 3 lặn. Đây các bạn ơi, bây giờ coi bạn nào lặn được lấy nhiều nhất nha. Ẩn viên được mấy cây rồi? 5 cây rồi hả? Còn quá trời luôn nha, lụm chừng nào hết thôi nha. Rồi bạn Ken được mấy cây rồi? Rồi bạn Bin để đây đi. Rồi của bạn Ken thì lụm để bên kia đi. Rồi quá các bạn ơi. Rồi bạn Ken ra để đây, để bên đây hồi điểm nha. Rồi tiếp đi. hết chưa? Còn kìa, còn một cây màu xanh nha. Còn một cây màu xanh không ai thấy. Rồi còn đâu nữa không? Kìa, còn một cây màu xanh nha. Đó, một cây màu xanh. Kìa, còn một cây màu xanh nữa kìa. Dưới chân luôn á. Đây nè các bạn ơi. Rồi còn không? Đây mình kiểm tra một vòng nữa nha các bạn. Rồi lại đây. Đây các bạn ơi, bây giờ hai bạn này sẽ bắt đầu đếm nha. Rồi, bạn Ken ra đếm đi. Đếm của bạn Ken, còn bạn Bin đếm của bạn Bin. Cái nhiều hơn. Đây các bạn ơi, nhìn đống của bạn Ken hình như là nhiều hơn rồi. Rồi đếm nha. Rồi bạn Bin đếm đi, đếm lớn lên. 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Yeah, đây các bạn ơi, cuối cùng vậy là bạn Ken thắng rồi. Yeah, ok. Bạn Ken thắng sẽ được thưởng một phần đồ chơi nha các bạn. Để em lấy đồ chơi ra thưởng bạn Ken. Rồi, đây, phần thưởng sẽ là một trái banh. Mình sẽ cắt rau câu đây cho các bạn này thử trước nha. Rồi, bây giờ ai thử mùi gì trước? Con. Rồi, Bin thử mùi gì? Báo. Đây, rồi đưa lên. Đây nè các bạn ơi. Rồi ăn thử coi. Ngon không? Mua gì? Mùi dâu. Mùi dâu hả? Rồi Ken ăn mùi gì? Mùi dâu luôn phải không? Rồi ăn thử coi. Mùi rau câu. Ngon không? Ngon. Rồi tới Bin cắt thử màu gì đây? Màu xanh đi. Màu xanh coi được màu gì. Đây các bạn ăn thử màu xanh nha. Rồi ăn thử coi. Màu xanh là mùi gì? Đâu rồi? Rồi rớt luôn rồi. Xanh nhạt rồi, để dưới đây rồi. Rồi xanh là màu gì? Ăn thử cái mùi gì? Không biết mùi gì luôn hả? Ok đấy các bạn ơi. Như vậy là hôm nay bạn Bin với bạn Ken chơi trò chơi lặn tìm rau câu đến đây là hết nha. Hẹn các bạn những video clip lần sau. Bye bye. Bye.